anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng mấy người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh tôi sẽ ban cho chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thế thì mấy người Do Thái bèn tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể lấy thịt của ông ta cho chúng ta ăn được? Lúc ấy Chúa Giêsu mới nói: Thật tôi bảo các ông, nếu các ông không ăn thịt của Con Người và uống máu của Ngài, các ông sẽ không có sự sống trong các ông. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở trong tôi, và tôi ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng đã sai tôi đến, và tôi sống nhờ Cha, thì kẻ ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ông đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, tôi tin chắc rất nhiều người cũng đi dự thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh. Tới lúc truyền phép, bên phía Việt Nam mình chú thì sẽ đọc: Trong đêm bị nộp. Còn bên bản tiếng Anh: The night he was betrayed. Thì đáng lẽ dịch nguyên bản từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Latin ra phải dịch: Trong đêm người bị phản bội. Betray là phản bội. Mà mình trong đêm bị nộp. Ai nộp? Một người lạ nộp đâu sao, người thân yêu nhất đi nộp thì phải dịch là phản bội. Không sao, mình đã quen rồi, và nhiều người cũng chẳng cần để ý là đọc cái gì, linh mục đọc cái gì. Nhưng thưa quý bạn, cái đêm trước khi bị chết, Chúa biết rất rõ, nhưng Chúa vẫn ngồi vào bàn với các ông, có cả người phản bội, để cùng ăn chung. Người Việt Nam chúng ta có thói quen, hãy tụ họp nhau lại thì sẽ có ăn. Và cái gì cũng có chữ ăn hết á, ghê thật. Ăn giỗ, ăn đám cưới cũng ăn, ăn đám ma luôn cũng ăn, ăn tiệc. Hay tiệc, cái gì hãy có miếng ăn vô thì có đoàn kết lại. Thời gian tôi ở tù, có một số người được thăm nuôi, vô thì những người có thăm nuôi tụ họp lại ăn với nhau. Chẳng có bao nhiêu, nhưng mà nó là đình đám lắm. Mấy mồ côi đi ngang cái tự nhiên cái nói ai kêu tôi đó, đâu có ai kêu nó đâu, cái ngồi đại xuống rồi cũng chẳng ai dám đuổi. Cho nên mình đi ngang nhà nào mà nghe bạc đi cứ đứng ngoài la lên ai kêu tôi đó, rồi mình chạy vô thử nó trò trò cắn. Có nghĩa là khi có ăn ngồi chung thì có gì, tình huynh đệ. Và có ông sư phụ trong đó, có nghĩa thầy trò, có ấm áp, có ánh sáng vì có thắp đèn, có chia sẻ, có tình thương, có đùm bọc, có thân mật, tám thứ. Như vậy, trong hoàn cảnh như vậy mà một người nuôi ý phản, nó mới đòi. Chẳng thà người lạ, người mới quen, người đã từng thề hứa với nhau, ở chung với nhau, đi đâu cũng có trong 3 năm, mà ông ta đến một cách rất bình thường, làm như Chúa không biết gì. Ông ta thừa biết là Chúa biết. Như vậy mới đau. Cho nên cái người mà càng thương, mình càng thương, mà khi phản bội mình thì mình càng đau đớn. Chắc chắn ai cũng thấm cái câu đó. Người lạ phản mình không sao, mình quên. Ông Giu-đa có mặt. Mọi người đâu ai biết, Chúa Giê-xu biết. Cho nên trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa nói linh hồn thầy buồn.
Và Chúa nói rất rõ Chúa buồn vì cái cử chỉ phản bội đó. Hôm nay chúng ta bàn chuyện này không phải là mình hỗn láo để kết án Giuđa, mình có quyền gì kết án, mình cũng không biết Ngài bây giờ ở đâu. Nhưng tới giai đoạn này, tới bàn tiệc ly, ông vẫn còn nuôi cái ý là phải nộp bán cái ông sư phụ của mình. Cho nên ông vẫn có trong đầu và trong tâm cái mưu đồ phản bội. Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu đáng lẽ không nên ngồi tiệc vì Chúa buồn. Nhưng không, Chúa vẫn coi trọng dù chỉ một người, huống chi còn tới 11 người. Và Chúa coi trọng luôn người phản bội bằng cách Chúa có bẻ miếng bánh, chấm vào nước sốt rồi trao cho Giu-đa. Và Chúa để Giu-đa tự do, Chúa không ép. Chúa đau không? Tôi vừa mới nói trong Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa rất đau đớn khi một người thân cận. Như vậy Giu-đa phản Chúa mà thôi sao? Phản luôn 11 ông bạn kia nữa. Chứ gì mấy ông cũng tin cậy, giao cho Giu-đa giữ túi tiền, gọi là ông quản lý. Cho nên phản một người sẽ phản những người khác. Chúng ta nghĩ gì khi nghe bức thơ sau đây của cô bé 15 tuổi tên Trong ở California? Cô bé viết cái lá thơ ngắn ngắn cho cái người giảng viên giáo lý dạy cô ấy, rất dễ thương, bằng tiếng Việt rất sạch. Con nhớ mãi một buổi chiều mùa thu bên Mỹ, lá rơi cũng có mưa nữa. Ba đến nhà, ba tức là bố. Ba ôm con và cho con một nụ hôn đáng lẽ làm cho con hạnh phúc, nhưng tim con xé nát. Con bẻ bàng quá sức, một nụ hôn khiến con chết lặng, chết điếng và không nói được gì. Mắt con muốn khóc nhưng không còn nước mắt. Ba ơi, hồn con ê chề đau đớn, sao ba lại dùng nụ hôn ấy để xé nát cả gia đình? Sao ba lại trao nụ hôn ấy cho con mà không trao cho mẹ? Chữ ký hôm nào ba cùng mẹ ký trên bàn thờ Ngài giao ước hôn phối, ngày nay thành những chữ ký chết không hồn sao? Hôm đó ba mẹ đều nói nguyện ước suốt đời yêu thương nhau, hôm nay sao lại đến chia tay và hôn con không phải vì yêu thương mà để phủi tay ra đi. Nụ hôn đáng lẽ mẹ sung sướng nhận như nhận ngày đầu tiên trong nhà thờ hôn thành hôn trước mặt giáo hội và mọi người, thì hôm nay một mình con nhận một cách lạnh lùng, một nụ hôn phản bội, một nụ hôn chứng nhận tờ giấy ly dị. Ba ơi, mẹ ơi, con phải làm sao đây? Bây giờ con đi theo ai khi trước mặt con thấy hai chữ phản bội quá to? Dù ba có cho con nhiều đồ chơi vật chất và những tiện nghi, con đâu cần những thứ đó. Con cần tình thương. Chúa ơi, con còn nhỏ quá. Tại sao con phải lãnh nhận cái nụ hôn phản bội như của ông Giu-đa trong vườn Gethsemane năm nào? Thưa quý ông bà, đây là tâm sự của cô Trâm, 15 tuổi. Có thể là thảm cảnh của nhiều em bé Việt Nam trong các gia đình Việt Nam, ở Pháp, ở Mỹ, ở Hà Lan, ở Anh, ở Úc, vân vân. Chúng ta trách ông Giu-đa lấy nụ hôn để phản bội. Chúng ta quên rằng nhiều khi chúng ta dùng cử chỉ yêu thương để phản bội còn tệ hơn Giu-đa. Chúng ta cảm thông cho Chúa Giê-xu và đừng buồn khi bị phản bội, vì chính Chúa cũng đau đớn, cho nên Chúa hiểu cái đau đớn của người bị phản bội, nhất là do người thân yêu nhất
đã từng hứa với nhau sống chết suốt đời, yêu thương và kính trọng nhau. Thưa quý vị, nói tới bí tích thánh thể, quý ông bà đã nghe rất nhiều khía cạnh để bàn. Hôm nay tôi nói về khía cạnh On the night he was betrayed. Hay quá! Trong cái đêm bị phản bội, Ngài vẫn làm tiệc để đãi các ông. Mặc dù tâm hồn Ngài đau, nhưng Ngài coi trọng từng người. Vậy, mỗi lần đến bí tích thánh thể, đó là một cử chỉ yêu thương. Chúng ta có tiến lên để đón nhận một vị khách mà chúng ta yêu thương, hay chúng ta đi để được người khác khen là có lòng đạo đức, là sạch tội trọng, vân vân. Chúng ta không hề chuẩn bị gì cả và cứ đến trước. Giả sử chúng ta nghe nói ông Thủ tướng Úc sẽ đến viếng thăm gia đình mình, tôi nghĩ nếu biết càng xa thì lại càng chuẩn bị sơn nhà, cắt cỏ ngoài sân nữa, giặt lại áo quần, thay mấy khăn bàn, vân vân. Còn mình đón một vị khách là chúa tể mà nhiều khi mình cũng chuẩn bị gì hết, tôi xem đó là một cuộc tiếp đón phản bội. Rồi khi vị khách vào nhà rồi, không hề chào được một tiếng, không hề nói một lời, không hề mời, xin mời Ngài ở lại dù chỉ một phút thôi cũng được. Ngài muốn nghe những câu đó mà không có. Vậy sự tiếp khách của chúng ta là gì? Giả hình mang mầm mống phản bội. Có thật đó, hãy tự trách mình trước. Các linh mục hãy đấm ngực trước. Và chúng ta sẽ thấy có những cử chỉ rất yêu thương, nhưng đó là trá hình để che giấu cái phản bội đáng sợ. Như vậy, thánh lễ nào cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Giêsu. Mà mỗi lần tiến lên để rước, chúng ta có tự hỏi, khi rước Chúa rồi, tôi có thay đổi gì không? Mỗi lần rước Chúa, đón nhận chính tình yêu, thì tình yêu sẽ mở mắt cho con tim của mình, nó hoạt động khác, để mình nhìn người bạn đời của mình bằng ánh mắt khác. Để mình nhìn một đứa con đang ngỗ nghịch bằng ánh mắt khác. Mình không thay đổi. Rước lễ bao nhiêu lần mà mình vẫn là họ Nguyễn, chữ lót là Y, tên là Vân, Nguyễn Y Vân là vẫn Y Nguyên. Hay họ Vũ, chữ lót là Như, tên là Cẩn, Vũ Như Cẩn là vẫn như cũ. Cô chữ, nếu cứ tà tà như vậy thì mình chưa chuẩn bị và chưa tiếp đón một cách nồng hậu, đầy yêu thương. Có thể chỉ là hình thức trá hình, mang mầm mống, phản bội mà thôi. Xin Chúa cho chúng con qua thánh lễ này, là thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa, cách cụ thể xin cho chúng con biết chuẩn bị dù một chút xíu thôi để đón Chúa. Rồi khi đón Chúa rồi, xin dạy cho chúng con biết mời Chúa, cảm ơn Chúa, hay ít nhất chào một tiếng. Đó là những gì cụ thể mình có thể nói với nhau để giúp nhau. Nếu không, cuộc đời mình là Nguyễn Y Vân và Vũ Như Cảnh. Còn tệ hơn nữa là ổng nói gì nói, mình theo chủ nghĩa mắc cái nô, là mặc kệ nó. Ghê hơn nuôi rồi. Cho nên xin Chúa ban cho mỗi người, nếu tôi nghĩ nếu rước lễ sốt sắng và yêu mến Chúa chân thành thì gia đình hạnh phúc, bất kể giàu hay nghèo. Nhưng hãy gia đình có hụt hạt, hãy xét lại thái độ của mình khi đến với bí tích yêu thương này.